chính vì tình cảm của mọi người mà ngày hôm nay bọn mình cũng có một món quà nhỏ nhỏ dành cho Muni. Một món quà nhỏ tại vì ngày hôm qua là ngày sinh nhật của Muni đúng không? Và ngày hôm nay thì Monster đã mua một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ để có thể đón sinh nhật cùng với Muni ạ. Mọi người hát cùng bọn mình nhỉ? Let me hear you say. Mọi người hát, hát xem câu này nhá. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Một ngày sinh nhật Muni. Một ngày đón Muni sinh ra đời. Happy birthday Muni. Và đây là một món quà nhỏ nhỏ thôi, tại vì bọn mình muốn là đón một cái sinh nhật cùng với tất cả mọi người và mong rằng là không chỉ 2 năm đâu mà mấy chục năm sau nhá là vẫn là Muni Monster nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Happy birthday. Đại diện thổi nến đi. Đại diện thổi nến nào. Cầu nguyện đi. Đại diện FC đúng không ạ? Và nhân đây thì em cũng muốn nói là những cái lời mà tụi em muốn nhắn tới Monster thì đã nói rất là nhiều rồi. Và bây giờ em chỉ muốn nói một câu rất là ngắn thôi là trên đoạn đường sắp tới, Monster sẽ không bao giờ cô đơn. Và cũng qua đây thì cảm ơn MC của chị Suni Hà Linh và chị Suni Hà Linh đã cùng có mặt ở đây để có thể happy birthday đến Muni. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.